Theo tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, bệnh nhân 3839, nữ, 89 tuổi, đã tử vong do các bệnh lý nền. Bà có địa chỉ tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là F1 của bệnh nhân 3521, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 13 tháng 5, bà dương tính với SARS-CoV-2. Bà được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 13 tháng 5 với chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, suy hô hấp tiến triển cho bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp nhiều năm, xẹp đốt sống thắt lưng. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản thở máy xâm nhập cho bệnh nhân, lọc máu liên tục, dẫn lưu khí màng phổi kháng sinh, kháng virus và ECMO. Nhưng bệnh tiến triển nhanh và tử vong lúc 2 giờ sáng ngày 15 tháng 5 với chẩn đoán suy hô hấp viêm phổi nặng do SARS-CoV-2, tăng huyết áp, đái tháo đường, tiền sử xẹp đốt sống thắt lưng đã phẫu thuật. Đây là ca tử vong thứ 36 của bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam.